Hi, xin chào các bạn. Các bạn có ngạc nhiên khi ngắm nhìn những cây hồ điệp này không bạn? Các bạn chơi hồ điệp Tết nhưng mà các bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ trồng được những cây hồ điệp như vậy không ạ? Chơi hồ điệp Tết có bao giờ nghĩ ra chúng ta sẽ trồng được những chậu to và đẹp như vậy không? Hôm nay Mai Quy đặc biệt đến nhà thầy Hai Riêu. Dạ em xin chào thầy ạ. Xin chào các bạn. Thầy bình thường dạy lan bên hội nông dân rất là nhiều các bạn ơi. Thì mình đến đây để xem thầy trồng hồ điệp thế nào. Mà nó to và nó nhiều con và rễ rất là nhiều. Và các bạn coi cây rất là khỏe mạnh. Hôm nay Mai Quy sẽ cố gắng hỏi hết những điều mà về cây hồ điệp để giải đáp thắc mắc cho các bạn ha. Thầy cho em hỏi mấy cây hồ điệp bên đây như vậy nè. Bình thường trồng lớn thì thôi em không bàn đi. Mà tại sao những cây hồ điệp này nó lại quá trời con vậy thầy ha? Nó giống này giống gì hay mà tại sao nó như thế nào mà nó lại nhiều con thầy? Cũng nói rõ các bạn đây là những giống thông thường thôi. Dạ. Ví dụ cây này là cây vàng lưỡi đỏ. Như là Apollo đó. Rồi cái cây này là nó màu tím tím. Rồi hồ điệp thì mình không có theo dõi tên nên mình cũng không có nhớ nó chính xác, chỉ nhớ nó màu thôi. Dạ. Nhưng nói chung thì nó có cái đặc điểm chung hết á. Thì đó là những cái cây nó như vậy. Còn giờ các bạn mà thấy rằng nó nhảy con nhiều thế này thì cái này thật tình mà nói đây là một cái tình cờ. Tôi cũng không có phải là nghiên cứu gì, nhưng mà mình biết là hồ điệp mà trồng ở thành phố Hồ Chí Minh là cái vùng nóng á, thì chỉ có thể ở Củ Chi, phía Củ Chi gần gần Tây Ninh rồi nó có cái lạnh về ban đêm á. Dạ. Thì nó dễ ra bông. Còn mình trồng ở trong nội thành hay là những cái vùng như chỗ tôi á, thì nó không có đủ cái yếu tố để nó hình thành. Vì hồ điệp thì thường nó phải thọ hàng khoảng một tuần lễ. Dạ. Với cái nhiệt độ thấp khoảng hai mấy độ trở xuống, 24, 23, 21 gì đó. Nhưng mà mình đây là nó không có được cái điều kiện đó, thành ra tôi phải dùng đến cái kích kỳ duy. Để tôi bơm vô cái nách. Bơm vô cái nách này để tôi kích cho nó ra bông. Nhưng mà khi mà tôi bơm vô kích đó, thì tôi lại quên dặn người nhà là ngưng tưới nước. Thì vẫn cứ tưới bình thường, cho nên là cuối cùng là có cây thì nó ra, có cây nó không ra. Nhưng mà cái cây nó không ra bông thì nhảy ra cây con, nó ra cả nùi vậy. Các bạn thấy cái này nó ra tới 4-5 cái cây con mà vẫn khỏe mạnh bình thường hả? Vẫn khỏe mạnh bình thường. Rễ ra còn khủng khiếp đó thầy. Trời ơi cái rễ kìa. Bạn ơi coi nó khủng khiếp các bạn ơi. Trời ơi. Rồi mình nuôi bự thì nó lại ra bông lại phải không thầy? Thì nó cái con này đó thì nó lớn, nếu mà nó đều nha, nó không ép nhau thì mà có ép nhau đi nữa cũng được. Thì trong trường hợp này cây này nó sẽ có cái giá trị giống này. Khi mà nó nhiều cây trong một thân. Dạ. Thì nó lại khi phát hoa của nó là nó có xu hướng nó đồng loạt. Thì nó nhiều phát hoa một lúc. Dạ. Có thể nó đuổi với nhau, kẻ trước người sau. Còn mình mà ghép mỗi một cây một cái vô thì về mặt tự nhiên là nhìn nó không ổn. Mà về mặt kỹ thuật thì mình nhắn, mình trắng nó vô đó thì sau đó nó thúi nó chết luôn. Nhưng mà nhìn cái nùi này nó đẹp quá rồi ơi. Đây là sau khi nó cái chậu đó nó nhỏ rồi tôi mới qua cái chậu 30. Thầy thay chậu. Cây con nè. Đó, đây cây con nó đang ra bông nè. Đó. Ra bông trên cây con. Ra bông trên cây con. Đẹp quá thầy ơi. Ôi nhìn ra sang chậu bự nó lại càng đẹp nữa đó thầy đúng không? Thì cái này để ít nhất cũng phải được 3 năm. Tại vì bây giờ mình đã lôi hết cái cục vớn nó ra rồi. Nó giờ nó thuần rồi. Đây này nó chỉ rễ nó như là than thôi. Như dưới này là mốt thôi. Thầy từ lúc mà mình trồng tới lúc được cỡ như cây như vậy thì khoảng bao nhiêu thời gian này? Cây này thì 2 năm. 2 năm. Thầy có thể chỉ cho em cái cách mà trồng từ ban đầu mà các bạn chơi Tết không thầy? Thầy có cái cây nào mà mới trồng không thầy? Thầy cho em coi. Thì đây. Dạ. Bây giờ hy sinh một em đi. Dạ thầy, cái này mới trồng hả thầy? Tết thầy mới chơi rồi thầy ha. Đây tôi nhổ lại các bạn xem. Dạ. Đó. Chúng ta lôi nó từ ở trong cái bầu chậu nhựa ra. Dạ. Thì mình gỡ bên hông. Gỡ dưới. Dạ. Cái chỗ nào gỡ được thì gỡ, giảm bớt cái độ ẩm nó. Dạ. Chứ đừng gỡ hết.
Dạ. Đó, mình cứ bỏ bớt. Mà bỏ bớt mình cũng có ý là những cái chỗ nào mà nó không gây hư những cái rễ mới. Dạ. Những cái rễ tốt. Rồi rễ cũ của nó, những cái nào mà nó hư mình cắt bỏ hết. Dạ, tỉa tót lại thầy ha. Tỉa tót lại xong mình đặt nó vô trong cái chậu. Đó. Thì mình đặt trong chậu mà nếu móc ba mình mới để ý là cái hướng lá này nó đi chung với hướng móc, đằng khi mình treo á nó không quay lung tung. À. Nó xen được ngay đây, lá với lá nó không cọ nhau. À, các bạn, à, các bạn coi nha. À. Thì chúng ta lưu ý khi vô vậy đó thì chúng ta phải để ý đến cái vụ mà lá. Cái điều đó. Dạ. Yeah. Đó. Rồi. Còn nếu mà chúng ta làm chậu mà cái móc đôi thì khi chúng ta làm cái móc đôi, làm cái khung móc đôi thì chúng ta phải ngang với lại cái móc. Cái móc nó đi đường này thì chúng ta đi đường này thì đến thời gian sau nó sẽ đụng. Nhưng mà nếu nó đụng thì cái cây nó khủng khiếp lắm rồi. Dạ. Đó, cái móc đó mình làm cho nó bẻ, cái lúc mình cắt tắc. Cái móc luôn mình làm cái móc mà cao hơn. Mình làm móc cao 3-4 tấc thôi. Dạ. Đó. Rồi anh thấy nó ra rễ rồi thầy ha. Thì nó ra rồi đó. Bắt đầu mấy cái thực ra rễ này kia thì giống như cái video dendro này ha. Mọi cái thứ thì nó cũng giống như dendro vậy thôi, chỉ có khác nhau là khi mình lấy nó ra đừng có rút hết vớn. Dạ. Chừa nó một ít để nó giữ độ ẩm. Các bạn ơi, cái video mà dendro ba mấy phút mai quy có nói về vụ tưới phân bón trừ nấm này kia thầy Hai Rìu có nói á thì y vậy ha thầy ha. Y vậy luôn. Dạ. À, thầy em thấy ở đây có cây hồ điệp mà ghép gỗ thì mình có nên chơi hồ điệp ghép gỗ gì không thầy? Tại cũng ít ai bạn chơi cái cây như vậy. Chơi cái này thì nó có cái tính thẩm mỹ nó cao hơn. Dạ. Cái này là cái giò lan. À. Nó có vẻ nó tự nhiên. À. À, mình có thể mình treo cái chỗ nào đó cũng được, miễn cái phong tường hay gì. Còn cái này thì thật ra thấy cái này nó cũng hơi thô. Dạ. Cái này mới là đúng thiên nhiên cái thầy ha. Còn nếu mà mình gọi là mình chơi thì vậy nó mới đã. À. Nhưng mà cái này thì khi mình gài nó một lúc ba cây thì nó có cái nhược. Rồi có khi mình kích nó là có cây ra, có cây nó không có ra. À. Thầy cho em hỏi là những cây hồ điệp mà họ trưng Tết đó, nó si quá thầy. Hoặc là thời gian nó thế nào, thầy cho em xin thêm cái kinh nghiệm. Thí dụ như họ trưng Tết tới bao giờ là họ có thể đem ra trồng để nó đạt cái hiệu quả tốt nhất đó thầy. Nói chung là cây hồ điệp khi mà vô trong cái chậu á, nó liên quan đến cái kỹ thuật vô của cái sót. Vì khi mà nó nhét, nhất là những cái chậu hoành tráng đó, thì nó bắt đầu nó cứ xếp tầng trên trước rồi tới tầng dưới thì nó cứ ép vô rồi nó lấy cây nó chọt nó gài, miễn sao nó đứng đưa cái cành bông ra thôi. Dạ. Còn lá dập lá hư rồi đâm lủng lá nó không có quan tâm mấy cái đó. Đâm rễ luôn. Rồi đâm nát bấy luôn đó. Thành ra là khi có nhiều cây mà mình chơi chưa được bao lâu là nó đã trục trặc rồi. Cho nên đối với mình nếu mà cây hồ điệp mà mình chơi riêng á, mình mua về mà trong một cái chậu nhỏ thì nó ép 2-3 cây á, thì mình chơi có khoảng chừng tới rằm 20 gì đó thì khi bông nó cũng còn mình cắt đi. Dạ. Nó chơi để mình neo riết nó kiệt sức. Dạ. Đó nó kiệt sức nó teo lá vậy nè, trồng phục hồi nó chậm lắm. À, cây này là kiệt phải không thầy? À, nó kiệt á, mềm quá thầy ha. À. Còn cái cây mà nãy thầy nhổ nó cứng ngắc vậy là nó khỏe lắm thầy ha. Nó chơi nó buông nó ra sớm nè. Dạ. Đó thì khi mà nó còn cái sức á, thì mình vô cái cây nó sẽ lợi sức nhanh hơn. Còn cây này là cây của năm ngoái. À. Nó nằm trong cái chậu 18. À. À. Thầy sang chậu á thầy ha. À, mình sang qua. Nó bự như vậy. Là khi sang qua cắt bỏ luôn cái cục kia luôn. Vậy từ một cái chậu như vậy mà qua cái chậu bên đây đúng là cũng tốn nhiều công sức quá thầy ha. Đâu phải mà muốn nhanh là được đâu thầy. Không. Khi bắt đầu kia thì mình ra cái này rồi. Thì từ cái này nó lớn vậy luôn. 2 năm. Ừ. Dạ. Tốn cũng nhiều thời gian. Thầy cho em hỏi mình có nên che lưới, che bạt gì để cho nó đừng có bị mưa không thầy? Hồ điệp thì nó kỵ nhất là bị ướt lá. Dạ. Cho nên là thường người ta khuyến cáo là nên tưới ướt gốc, không có ướt lá. À. Mà nếu mình tưới vậy theo các cái nhà vườn nó tưới, nó dùng cái vòi nó tưới ngay gốc không à? Đúng rồi, em thấy nó xỉa ngay gốc luôn. À, chứ nó không có tưới trên lá.
thui dạ. lá mà cái độ dày đặc đó là nó thúi hết. Dạ. Như mà đối với mình mà mình làm vậy thì thời gian đâu mà làm, thì đây cứ lấy máy bơm bắn thẳng vô luôn thì nó ướt nhẹp hết luôn. Dạ. Thì nó rất dễ bị nhiễm. Dạ. Thì giờ chơi thì phải cực thôi. Thì mình dùng cái loại thuốc để mình phun ngừa. Dạ. Mà thường cái thuốc mà phun ngừa chống thổ nhũng trên hồ điệp hay là trên ngọc điểm thì thường là phi xăng. Dạ. Phi xăng 20, nhưng mà nó thì chỉ có tác động được có 1-2 ngày thôi. Dạ. Thành ra mình phun nó hôm nay, ngày mai, qua ngày mốt là nó hết hiệu lực rồi. À. Thành ra người ta nói sao phun nó bị hoài. À. Người ta quay dùng cái casumin. À. Đó. Mà casumin thì nó cũng 1-2 ngày thôi. Dạ. Thì gần đây nó có một cái loại. Dạ. Nó mới ra là cái này là phân bón. À. À, nó là gốc đồng nano. À. Mà đồng thì khuẩn nó sợ lắm. À. Thì mình dùng cái loại đó, nó có cái tên thương mại nó là Bombi. À. Đó, mình dùng cái đó 1 c 1 lít mình phun thì khoảng 10 ngày phun một lần. Cái đám này với lại đám ngọc điểm cùng bệnh cùng hệ là mình phun nó không. Vậy là nano đồng là được hả thầy? Hoặc là cái hiệu của nó đúng không thầy? Điều. Những cái khác thì mình cứ phải thử. Dạ, nhưng mà thầy xài cái đó là gốc nano đồng, hiệu là Bombi đó thầy. Bombi. Dạ. Ờ, thấy ngọc điểm lên tốt hả thầy ha? Lên mướt đẹp ghê nè các bạn. Nhưng mà đến thời kỳ nó trục trặc đó. Dạ. Do cái miếng gỗ á. À, miếng gỗ bắt đầu nó mục á. Dạ. Mà là nó trở trứng liền. Còn nó gỗ tốt là không sao thầy ha? Tốt là không sao, cho nên kinh nghiệm này mình khi mình dùng mấy miếng gỗ này là phải lựa cây già là một. Dạ. Cây đang tươi mình cắt mình phơi thật khô. À. Rồi bắt đầu mình đem mình trồng. Chứ đừng có lấy cái cây mà nó ngã đó, nó nằm cây vú sữa nha. Dạ. Nó nằm đó là 5-3 tháng mùa mưa rồi sau đó nó ái ái mình đem về mình gắn vô là sau đó thua hết. À. Lột ra. Lấy cây tươi làm khô, phơi khô. Phơi khô rồi bảo quản trong điều kiện khô. Dạ. Rồi bên trong là như là ổn. Chứ còn lũa như vậy thì không nói là cây này thì nó... Lũa vậy nó không có hư. Ừ. À, nó không có mục cái kiểu như cây vú sữa. Tóm lại là vú gỗ sữa đừng mục thì cây nó cứ bền hoài. Đúng, thầy nó ha. Bền ít nhất cũng 4-5 năm trở lên. Dạ, em thấy có nhiều cái nó hút nước được nên thành ra là nó bền hoài luôn á thầy. Dạ. Nó giống như được rễ nó hút quá thầy. Dạ. Nó cứ cứng ngắt hoài vậy đó. Nó như cái kiểu này nè. Nó bền vững lắm. Dạ, vậy em cảm ơn thầy đã hướng dẫn em về cách trồng cây hồ điệp làm cho thành chậu khủng. Dạ, em cảm ơn thầy, xin chào thầy ạ. Rồi, chào em, chào các bạn.